Nam sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng máy chăm sóc da và điều trị da TH5050. Sẽ hướng dẫn cho mọi người đó chính là chức năng hút dầu nhờn và mụn cám. Thì mọi người lưu ý rằng là ở đây thì chúng ta sẽ có cái đầu bằng nhựa như thế này để hút, mà chúng ta sẽ có thể tháo lắp vệ sinh ra rất là dễ dàng ha. Rồi tiến hành là mở nguồn. Chúng ta sẽ chọn cái tính năng hút mụn cám và dầu nhờn ở đây, Ray and Vacuum. Bấm nút này để chúng ta lựa chọn. Rồi chúng ta điều chỉnh thời gian cần thiết và bấm nút Start. Mọi người thấy là khi mà chúng ta hút dầu nhờn khách hàng thì thường là chúng ta sẽ hút lên như thế này cho phù hợp ha. Thì mà việc hút mà sử dụng các đầu nhựa này thì cho phép chúng ta tránh được tối đa cái việc mà cái ống thủy tinh á, nó bị trầy xước dẫn rách hoặc là xước mặt khách hàng. Mọi người nhớ là chúng ta có một cái nút ở đây như thế này, thì khi mà chúng ta giữ thế này thì nó sẽ hút, và chúng ta mở thì nó sẽ nhả ra, giúp cho tránh cái việc mà làm bầm da mặt khách hàng ha. Sau khi sử dụng xong thì chúng ta bấm nút Power để ngưng lại. Viên Mỹ, lựa chọn tốt nhất của Spa Thẩm Mỹ Viện, trụ sở chính 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1, 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0934 130099.